một tia tia sáng nè đi từ môi trường trong suốt, biết không? Không, nó là N1, xuất phát luôn luôn là N1, đến môi trường không khí N2 nhiêu, nó rất đơn giản. Gốc ở đâu rồi, 21 gốc tới nhiêu, chữ gì? Y bằng 30 độ. Độ lạc của tia khúc xạ với tia tới chính là D mấy? D2 đó, bằng chị đối Y trừ R đó, nhớ không? Không nhớ chút học lại lý thuyết. Tính N của môi trường đó chính là tính N nào? Nhìn vô cái tấm tắc tính N nào? N1 chấm hỏi liền. Đọc công thức lên liền. Xiên Y chia xiên R bằng N2 chia N1. Y có chưa? Chấm hỏi chưa? Có rồi, 30 đây nè. Thấy chưa? Cố gắng nhìn cái tấm tắc. R có chưa? Chưa, chấm hỏi. Nhưng mà ở đây có dùng được nè. N1 có chưa? Chưa. N2 có chưa? Có rồi, 1. Vậy tím kiếm R. Thấy rõ ràng không? Muốn tìm tìm được N1 thì tính R. Dùng công thức này ta có. Y chang. Rồi lại quên lại toán nữa nè. Y trừ R bằng 15 độ. Ta có. Ta viết lại cái chỗ này thôi nha. Đó. Chị đi đối có mấy giá trị? Chị đi đối A luôn luôn có hai giá trị nha, hai giá trị, một giá trị dương và một giá trị âm. Rồi ra chứng nó Y trừ R bằng 15 độ hoặc Y trừ R bằng trừ 15 độ. Cái Y có chưa? Bao nhiêu? 30, thế vô. Thấy vô chỗ này nha, 30 trừ R bằng 15 độ. Không biết, lấy máy tính bấm y chang. Ở đây cũng vậy, 30 trừ R bằng trừ 15 độ. Tiếp tục tương đương, R bằng, chuyển với đôi dấu đi. 15 trừ 30 ra nhiêu? 15 có dấu trừ mất, còn 15 độ. Chút không biết, bấm máy tính giùm em. Này R bằng nhiêu? Chuyển này qua đây. Không biết bấm máy tính nha, ra 45 độ. Được chưa? Có R chưa? Bắt đầu mình xét. R bằng 15 độ. Bắt đầu viết công thức ra. Xiên Y chia xiên R bằng N2 chia N1. Có chưa? Rồi. Có chưa? Rồi. Có chưa? Rồi. Chưa có. Bấm máy tính. Tiếp tục xét. R bằng 45 độ. Y chang công thức. Có hiểu không? Rồi làm vô. Cái chỗ nào không biết bấm máy tính giùm em. Bấm đi.